Yeon Hee trộm rau dại bị quan binh theo dõi, bắt cô về làm điếm. Sau khi phát hiện, cô vội vàng chạy trốn, nhưng cô sao có thể chạy thoát khỏi đám quan binh khỏe mạnh. Thấy Yeon Hee sắp bị bắt, chồng cô kịp lúc xuất hiện, anh ôm lấy vợ mình, sau đó giải phóng linh lực. Trong nháy mắt họ được cỏ cây bọc thành nhộng tăm, thành công thoát khỏi sự truy đuổi của đám quan binh. Thì ra người chồng là thần thú của ngọn núi này, nhưng cô thì không hề hay biết. Hai người vừa đi chưa được mấy bước, lại rơi vào vòng vây của quan binh. Woryung nhanh chóng bị siết chặt, để không bị lộ danh tính anh ấy chỉ có thể chịu đựng sự tra tấn của đám quan binh. Nhưng nhìn vợ mình bị đám quan binh lôi đi ngày càng xa, anh ấy không thể chịu đựng được. Anh phá vỡ khế ước, triệu hồi linh lực khắp núi, trực tiếp lộ ra đuôi hồ ly, thương nhẹ một tiếng, phá vỡ xích sắt trên người, nhẹ nhàng như bắt gà, nhấc một tên quan binh lên, ánh mắt quát lên sát khí, khẽ lắc cổ tay, đưa tên quan binh đi ngắm gà khỏa thân, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, làm cho các tên lính khác choáng váng. Cảnh tượng này cũng khiến Yeon Hee sợ hãi, cô không thể tin rằng chồng mình là một con quái vật. Woryung thành công cứu vợ trở về, nhưng chính mình cũng bị thương mà ngất đi. Yeon Hee không thể chấp nhận chồng là một con quái vật, khi chồng đang ngất xỉu, cô liền chạy trốn. Woryung thức dậy chạy đi tìm vợ khắp nơi, nhưng đám quan binh lại lần nữa xuất hiện.